Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Đây, chào Thi. Dạ, chào anh Tấn, chào quý cô chú anh chị trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Kính chúc quý cô chú anh chị mình một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay em có đem về là 30 cây mai giảo Thủ Đức để được giao lưu cùng cô chú anh chị mình. Hình thức của em vẫn là bao ship toàn quốc. Địa chỉ của em là cầu Nguyễn Tấn Mẫn, ấp An Thuận, xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0336966537 cũng là số Zalo của em luôn. Em gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ em. Em rất mong là được sự tiếp tục ủng hộ cô chú anh chị mình. Bắt đầu hôm nay là mình vào mã số 1. Rồi, mã số 1 thì tán ngang em này tầm khoảng 1m15 nha quý vị. Lô mai hôm nay thì tàn chi đế cũng đẹp cô chú anh chị mình, có trồng số lượng nhiều, có alo trực tiếp với em là mình có giá sỉ luôn ha. Rồi, giá sỉ sẽ yêu thương luôn. Rồi, cây này cao khoảng 1m7 nha quý vị. Cây này có bộ đế đẹp đều. Rồi, 25. Rồi, xây bộ đế nó kìa. Đế, đều. Đế nè. Cộng bự bự. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Giao luôn với giá là 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 3. Rồi, xuống cây, mã số 1. Rồi, tiếp tục là mã số 2 luôn. Rồi, mã số 2 thì tán ngang thì cũng tầm khoảng 1m2. Rồi, quý vị xem nhận xương ha. Rồi, cao 1m7 nha quý vị. Rồi, hoành 23 hoành, em này cũng cái nở, đế nở. Rồi, giao lưu như đây em? Em giao lưu với giá là 1 triệu 3, mã số 2. Rồi, 1 triệu 3, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 3. Mã số 3. Rồi, số 3 thì tán ngang cũng khoảng 1m15. Rồi, xương nó quý vị. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m4 nha quý vị. Rồi, hoành 21 hoành. 21, giao lưu như đêm? Em giao lưu với giá là 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 4. Mã số 4. Em này cũ đây đặt. Tán ngang tầm khoảng 1m1. Rồi, cao 1m4. Rồi, cái gì nhé, dàn xương em nói cái ha. Em này dàn xương đẹp quá. Rồi, hoành 24 hoành. 24. Em này cũ đây đặt một khối luôn. Rồi, xây xây luôn ha. À, ở đây là còn mấy rễ đó luôn quý vị, tại đất nó lấp lại cái đó nè. Đây. Rồi, đây bự bự quá một bê luôn á. Rồi, giao luôn em. Giao luôn giá 1 triệu 4, mã số 4. Rồi, 1 triệu 4. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Mã số 5. Mã số 5. Rồi, tán ngang khoảng 1m1. Rồi, cao 1m7 quý vị ơi. Rồi, xương đây. 22 hoành. Rồi, hoành 22. Có củ tròn tròn tròn. Củ nở nở dưới ha. Giao lưu như em? Em giao lưu giá 1 triệu 3. Rồi, 1 triệu 3. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 6. Số 6 thì tán ngang khoảng tầm khoảng 1m15. Em này thì đế nôm. Rồi, cao lấy 1m5 nha quý vị. Em này nó lạ lạ trong thân, nó có cục cục rồi, trong thân. Có cái hiện tượng lạ lạ trong thân, lát nữa quay cho quý vị xem luôn. Để mình dạch. Rồi, có hai cục lạ lạ ở đó đúng không? Hai cục lạ lạ trong thân. Trong nách đó ha. U là 23 hoành, em này đế nôm luôn. Hoành 23. Củ đế. Cái này phải lấy bu tơ xịt ra nó mới thấy được ha. Thấy. Rồi, giao lưu như đêm. Số 6 này em giao lưu với giá 1 triệu 4. Rồi, 1 triệu 4, rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, số 7 quý vị. Số 7. Mã số 7 thì tán ngang tầm khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi, cao thì 1m7 ha. Rồi, quý vị nhớ dàn xương em nói cái. Rồi, hoành luôn em. 23 hoành. 23. Đây, em này cũng có bộ đế đều luôn. Đây, cộng, đây, cộng. 2, 3, 4, 5, cộng chia đều luôn ha. Chia đều luôn, em này đế đều. Đây, mua tôi xịt ra là thấy đều luôn á. Đều ra. Rồi, giao luôn như thế em. Giao lưu giá 1 triệu 4 mà xuống. Rồi, 1 triệu 4, rồi, xuống cây. Rồi. 8.
Số 8 thì tán ngang tầm khoảng 1 mét nha quý vị. Còn cao thì 1m6 ha. Dàn xương đẹp. Dĩ nhớ dàn xương ha. Rồi quanh 24 quanh em này bằng đế. Củ tròn ha. Củ tròn. Để xè xè nữa quý vị. Để xè luôn. Rồi giao lưu như đêm. Giao lưu với giá 1.400.000 mã số 8. Rồi thứ 4. Rồi xuống cây. Rồi mã số 9 lên cây luôn. Mã số 9. Em này rồi lực. Em này em này nhìn tán ngang khoảng 1m3 nha quý vị. Tàn xè. Rồi cao 1m6. Rồi đỉnh nó đây. Rồi quanh 26 quanh. 26. Em này cũng đế xè luôn. Đế cũng xè giá hết trơn ha. Đó, lại còn vàng 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 luôn. Tài cành lực. Rồi, em giao lưu với giá 1.500.000 mã số 9. 1.500.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã số 10. Rồi chỉnh cây ra đứng lên em. Rồi tán ngang tầm khoảng 1 mét nha quý vị. Đây dàn xương nè quý vị. Dàn xương cũng to to nè ha. Cao 1m7 nha quý vị. Vì nghĩa xương trong em đó ha. 1m7 cao. Rồi quanh 23 quanh. 23. Giao lưu như em. Em này bộ rễ cũng nhiều. Em giao lưu với giá là 1.300.000. Đây nè, rễ đều luôn. Rễ quá trời. Xa này nội ở bên đây không thấy 5 cộng rồi nè. Rồi lên cây luôn. Rồi mã số 11. Tán ngang tầm khoảng 1m1. Tay cành xè ngang. Em này tay cành bắn ngang ha. Cái này đế dữ dữ. Đế đều đều luôn. Rồi cao 1m7 nha quý vị. Rồi lát nữa xem cái bộ đế nó nha quý vị. Thấy là trải cũng rất là đều đấy. Rồi quanh 23 quanh. Rồi rút thước hai quay chậm chậm cho quý vị đế xem. Đế rất là đều. Rồi, luôn. Chậm chậm nha, chậm cái chậm. Này đế chậm. Đều rang luôn. Đó quý vị, quý vị điếm ha. Đó, cả chục cộng luôn ha. Xả trẻ xe này mà nếu mà ha. Em xịt nước là nó đều rang luôn, nhằn khè luôn. Rồi tôi xịt sẹt sẹt cái ra thấy liền. Rồi giao lưu như đem. Giao lưu với giá 1.500.000. Rồi 1.500.000 được cây mai đế 11. Đẹp luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 12. Em này củ đế cũng tán ngang tầm khoảng 1m nha quý vị. Rồi cam này 1m7. Rồi quý vị xem xương em nói ha. Xương trong. Rồi, 20 quanh. Quanh 20. Củ đế đặt luôn. Rồi xây xây củ đế luôn. Rễ quá trời. Rễ cũng sẽ giáp dòng ở trên ha. Rồi giao lưu như đây em. Giao lưu giá 1.300.000. Rồi 1.300.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. 13. Rồi mã số 13. Rồi tán ngang tính gọn 1m. Rồi cao lấy 1m4 nha quý vị. Xương chia cũng đều đây. Rồi quanh 22 quanh. 52. Này đế có cũng đều. Có đế. Củ nở. Rồi giao lưu như đem. Em giao lưu giá 1.300.000 mã số. Rồi 13. 1.300.000 mã số 13. Rồi xuống cây. Rồi mã số 11. 14. 14. 14. 14. Mã số 14. Rồi tán ngang 1m2. Dán lột. Rồi cao này chắc 1m5 đi nha quý vị. Em này đế cũng đều lắm nè. Rồi hoành luôn em. 22 hoành. 22. Rồi là cái này cộng nếu mà xịt motor ra là xịt thấy được. Thấy. Chứ quay vậy thì quý vị cũng không thấy rõ được đâu. Lực. Rồi giao lưu như em. Em giao lưu với giá 1.300.000. Rồi 1.300.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số 15. Em này củ đế tròn. Rồi tán ngang khoảng 1m quý vị. Em này có cái củ dưới đế ha. Dễ thương xích. Xè dưới luôn nè. Bây giờ xem dàn xương trước ha. Rồi cao 1m7 nha quý vị.
Rồi của anh 23 hoành. 53 này, củ. Rồi đẹp. Củ đế quý vị. Cần do. Rồi củ nở ha. Cần do luôn. Đây có giá tế nở luôn. Em vô luôn giá 1.3.000 mã số 15. Rồi 1.3.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số 16. Rồi mã số 16 là tán ngang tầm khoảng 1m nha quý vị. Em 16 này nó bệnh ung thư giai đoạn đầu. Ung thư giai đoạn 1 ha. Rồi cao thì khoảng tầm 1m55. Ở gì nhìn xương. Em này mấy cái nách nó từ trên xuống luôn. Ung thư giai đoạn đầu rồi. Có cũ luôn. À, bể vàng hết trơn ha. À qua 18 đi. Rồi qua 22 qua 22. Đây cái cũ nó. Đây coi cái cũ ha. À. Đều luôn, cây này lỡ lét đầu đều luôn. Nách thì bị bể vàng hết trơn vậy nè. Nó vậy nè quý vị, nó bị giai đoạn đầu như quý vị. Vậy ha. Rồi giao lưu như đây em 16 này em vô lưu giá 1.6.000. Rồi 1.6.000 rồi xuống cây. Cây 16 giá 1.6.000. Rồi mã số 18 như quý vị. Nhảy số nha, không số 17 ha. Cây 17 nãy có anh khách đi đường anh vô anh mua. Khách đi đường lựa rồi hả? Dạ. Chốt rồi. Rồi mã số 18. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m. Rồi cao 1m7. Rồi gì nghĩa vàng xương ha. Rồi 23 hoành. Rồi xe xe luôn. Cái này cũng đi nơm nơm. Nhìn thấy hay. Rồi cho luôn như đây. Luôn giá 1.3.000 mã 18. Rồi 1.3.000. Rồi xuống cây. Đúng rồi mã 18. 19. Rồi mã số tiếp theo 19. Mã 19. Em này có bộ đế cũng nhiều ạ, khá. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m2 nha quý vị. Đây xương nó đây ha. Rồi cao 1m7 nha quý vị. Cao tới cái đỉnh đọt thì khoảng 1m7 ha. Rồi hoành 22 hoành. 52 đế. Rồi xe xe luôn. Đây cũng có nữa mà. Này xịt mua tưa là. Rồi giao lưu như đem mã 19 em giao lưu với giá 1.3.000. Rồi 1.3.000 rồi xuống cây. Rồi mã số 20. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m nha quý vị. Rồi em này cao tầm khoảng 1m6 nha quý vị. 6. Rồi hoành như em 24 hoành. 24 để lực lực luôn á. Khói luôn. Má trời. Rồi vô luôn như đem. Em vô luôn với giá là 1.3.000. 1.3.000 rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Số 21. Kéo lên, kéo lên. Xách cái cầm gần ở dưới. Bi bắt máy nói mẹ quay clip xíu mẹ gọi lại. Rồi mã số 21. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m2. Cao thì 1m7. Xương cũng quá xá xương ha. Rồi hoành 20 hoành. Rồi xe xe luôn. Đây cái đế nha, nó cũng có củ đế luôn. Cộng bự bự. Rồi giao lưu như đêm. Em giao lưu với giá 1.3.000. Rồi 1.3.000. Rồi xuống cây. Rồi mã số tiếp theo luôn. Mã số 22. 22. Rồi mã số 22 đây quý vị, tán ngang tầm khoảng 1m1 ha. Rồi cao em này 1m7, 7 hơn tính 1m7. Rồi xương. Rồi hoành luôn. 22 hoành. Em này 22. Đế cũng đều luôn đây, chia đều luôn á. Đây cộng, đây cộng. Bên đây cộng. Rồi giao luôn nhiêu đem? Em giao luôn giá 1.3.000. Rồi 1.3.000. Rồi xuống cây. Số 23. 23. Rồi tán ngang tầm khoảng 1m1 ha. Tại cành cũng sẽ ngang nè quý vị. Rồi cao 1m7 ha.
Rồi, quạnh nhiêu em? 21 quạnh. 21. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Em giao lưu với giá 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 24. 24. Rồi, mã số 24 này tán ngang thì mình ước lượng khoảng tầm 1m1 nha quý vị. Còn cao tầm khoảng 1m7. Quý vị nhé, dàn xương ha. Rồi, quạnh 22 quạnh. 22. Em này chân đế chân nổi. Mình xịt ra mới thấy nổi. Xịt ra là thấy nổi liền. Em cũng vô lưu với giá 1.3 triệu. Rồi, giao lưu 1.3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo, mã số 25. Rồi, tán ngang tầm khoảng 1m15. Xương to to ha. Rồi, cao thì tầm khoảng 1m5 nha quý vị. Rồi, quạnh 23 quạnh. 53. Em này đế nhỏ. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Em giao lưu với giá 1.4 triệu. Rồi, 1.4 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 26. 26. 26 thì tán ngang khoảng tầm 1m15. Cao 1m7 nha quý vị. 7 cao ha. Rồi, xương quý vị nhé kỹ nha. Cũng rà từ trên xuống rồi từ dưới lên cũng hai chập, quý vị nhé kỹ nha. Rồi, hoành luôn. 22 hoành. Rồi. Để. Rồi, ê, xe xe, để đây. Để nở điều. Rồi, giao lưu, với giá 1.3 triệu mã 26. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. 27. Rồi, tán ngang tính gọn 1m nha quý vị. Em này có bộ đế dưới cộng nào nó hết sức cái cộng luôn. Quá to trời. To ha. Rồi, chiều cao khoảng 1m6 nha quý vị. 6 cao ha. Rồi, quanh 21 quanh. 21. Rồi, để đây quý vị. Để lực lực. Bệ luôn. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Giao lưu giá 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo là 28. 28. 28 tăng ngang tầm khoảng 1m1 nha quý vị. Rồi, chiều cao 1m5. Rồi, quạnh 19 quạnh. 19. Giao lưu nhiêu em? Em giao lưu với giá 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu luôn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo 29. Số 29. Rồi, 29 này tán ngang tầm khoảng 1m1 nha quý vị. Vậy nhé, dàn xương cái ha. Rồi, em này cao tầm khoảng 1m6 đi ha. Rồi, quạnh 22 quạnh. 22. Bộ đế cũng nở. Rồi, giao lưu như đêm? Em giao lưu với giá 1.3 triệu. Rồi, 1.3 triệu. Rồi, xuống cây. Mã 30 là mã cuối cùng của clip. Rồi, luôn. Mã số tiếp theo 30. Rồi, mã số 30 tán ngang tầm khoảng 1m2. Em này củ đế cũng đặt luôn. Đặt nữa quay đế nha quý vị. Xương này bắn ngang, bắn ngang. Xem xương trước đi ha. Rồi, cao khoảng 1m6 nha quý vị. Hai mươi hai quạnh. 22. Đây, củ đế đặt luôn, quá trời. Rồi, giao lưu như đem? Giao lưu giá 1.4 triệu mã 30. Rồi, xuống cây. Rồi, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến hết clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em Thi. Rồi, quý vị nếu mà muốn giao lưu luôn thì alo sớm sớm ha. À, thì sẽ để lại với quý vị giá sỉ nha quý vị. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.